Đố. Đây. Đây. Rồi, biết rồi. Đứng. À, thằng vô một chân. Đứng. Đủ. Đây. Này. Nào, cô chào người anh thế. Lớn. Mày đừng đánh đá. Sao con Linh nó về nhà nó sợ chó lắm nhá. Nó bảo mẹ bảo bác Nghĩa mổ chó đi con sợ lắm. Xong nó bảo em chó đi ra đi để con đóng cửa. Trời hết này nó ăn rồi. Này để cho người ta có lợi chứ. Cho bên nhà bà bên kia.